nghĩa, lễ, trí, tín. Đó. Khuyên con người sống theo là năm cái điều thường tình mà mình phải giữ là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó. Khuyên con người sống theo mấy cái đó rất là đẹp. Có người cho rằng nó cổ hủ, nhưng tôi thấy nó vẫn còn giá trị. Ví dụ, một trong những lý thuyết tu thân, tề gia, trị quốc mới bình thiên hạ. Đó, đội mình thuộc quá chừng luôn, thấy không? Đọc văn vách như thế nhá. Mà không biết có tu thân không, mà đã đòi đi tề gia rồi. Ví dụ mình tề gia có nghĩa là làm cho gia đình mình trên thuận dưới hòa, mà thân của mình chưa làm xong thì không biết làm sao. Nhưng những ông này chắc chắn là những cái người rất mẫu mực, mình không chê vào đâu. Nếu họ thật lòng yêu nước, yêu đồng bào thì họ là những người tam cương ngũ thường, hay lắm. Còn đối với nữ thì có cái gì? Tứ đức. Tam tòng, tứ đức. Tứ đức, tam tòng cũng vậy thôi. Tam tòng là cái gì? Là có ba ông tên tòng à? Rồi ôi, cái bà Nghĩa, bà Văn Nghĩa này bà thuộc quá sức luôn. Vậy bà là nhà nho hán rộng đấy. Ấy, cái bà này bà hiểu sao vậy à? Ai bảo cười đó rồi, cái bà Tuyết cười lắc đầu nữa, nó chơi vui nó cho đỡ buồn ngủ. Cái chữ thân có nghĩa là cái dải thắt lưng bằng lụa của các viên chức nhà nho thời xưa, mặc áo dài nha, thắt cái dây lụa ở ngoài, cái dây đó gọi là dây thân, chứ đừng có nghĩ chữ văn thân là thân với mấy ông nhà văn, không. Cái dây cột áo có nghĩa là sẵn sàng chiến đấu. Cho nên mấy cái ông này thuộc thành phần mà dân chúng nó tin, gọi là các thầy đồ mà. Nói gì người ta nghe là vì mấy ông hiểu hơn dân. Dân nó biết gì thì cứ nghe theo thôi. Đó. Cho nên khi các ông lãnh đạo phong trào văn thân thì mình thấy nguy hiểm lắm. Xin anh Kỳ tìm trong đó có cái hình văn thân. Coi ngày xưa người ta vẽ đó, nguyên một đoàn văn thân đi lùng lính Tây hoặc là người Công giáo. Tây thì nó không có, nó chưa chiếm đất nước mình lúc đó, một cánh công khai. Nó ở trên tàu và nó ở trong đồn của nó, ở tại Phú Xuân, trong đồn mang cá chẳng hạn. Còn dân lãng quảng ở ngoài là họ đi từng đoàn như vậy, rồi họ đâm chết. Kinh khủng chứ ha? Nghĩ lại đây, cái hình vẽ này nó trung thực của thế kỷ đó. Họ có khí cơ, khí giới gì tự dùng. Nó kinh lắm á. Rồi cái mà dùng nhiều nhất là gì? Đốt. Phi tan hết luôn. Cho nên giữa cái mối quan hệ giữa các nhà nho và đạo Công giáo, nó có một cái lịch sử đen tối thực. Tại một chút nữa mình sẽ trở lại tại sao. Một trong những phần hồi nãy có nói qua là vì có sự liên hệ giữa các giáo sĩ người Tây Phương với đám giáo dân. Cho nên khi mà Tây tàn ác bao nhiêu thì người ta ghét những người theo Tây bấy nhiêu. Mình có trách họ được không? Không. Nhất là những cái lá thơ của Nguyễn Ánh gửi mà nó tới tai Tây Sơn. Nguyễn Ánh cầu cứu nước Pháp sang giúp mình. Nguyễn Ánh là ai? Gia Long. Gửi đứa con của mình là Hoàng Tử Cảnh đi theo một vị giám mục để về Pháp, để xin viện trợ, để đánh Tây Sơn. Thì thử hỏi làm sao Tây Sơn không ghét, ghét luôn cả người Công giáo. Là vì cái người dẫn Hoàng Tử Cảnh đi là một ông cha cả. Hồi xưa gọi Đức Giám Mục là ông cha cả, cho nên mới có cái lăng của Đức Cha đó, gọi là lăng cha cả. Thôi bây giờ mình dẹp cái văn thân qua bên tạm thời đi. Bây giờ mình tới cái cần vương. Nên là lại có rau cần là mấy bà chớp chớp mắt. Phong trào cần vương xuất phát do ông Tôn Thất Thuyết ở triều đình Huế
Rồi 1883, vào tháng 7, lịch sử còn ghi rất rõ. Và ông đã giúp vua Hàm Nghi, đưa vua Hàm Nghi đi ra chiến khu, vân vân. Và ông hô hào phong trào cần vương, có nghĩa là vua cần cái gì thì mình giúp, hay là phò vua. Phong trào này có chấp nhận phong trào Văn Thân không? Văn Thân có trước. Và phong trào này thì chính thức của triều đình có chấp nhận, là bởi vì đó là một khí cụ chống Tây. Nhưng phong trào cần vương hoàn toàn không chấp nhận cái cách giết hại bừa bãi. Cho nên mình một cách công tâm mình nhìn lại phong trào cần vương là cần cầu yêu nước để giúp vua. Mặc dù sau này mình biết là vua Hàm Nghi bị đi lưu đày. Bây giờ tôi xin mời quý vị cùng với tôi xem lại lịch sử của Giáo hội Việt Nam mình trong cái quyển này, quyển chính thức này. Đây là lịch sử của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Phần này của Việt Nam, bởi vì viết riêng cho Việt Nam thì cũng được một phần tư. Là họ khai thác rất là chu đáo. Thưa quý vị, tử đạo đầu tiên ở Việt Nam mà không có trong danh sách phong thánh, có thể trục trặc vì vấn đề tên tuổi, giấy tờ. Nhưng ai là người tử đạo đầu tiên trên đất nước Việt Nam? Không phải người Việt rồi đó. Hai giáo sĩ dòng Đa Minh, một ông người Pháp, một ông người Bồ Đào Nha. Hai ông này bị vua Chiêm Thành bắt, Chiêm Thành đánh vào Việt Nam. Năm nào? 1558. Ghê chưa? Trước đó đạo đã truyền đến Việt Nam mà. Tôi không đọc. Trước đó, tức là 1520, đã có giáo sĩ tới truyền đạo. Và nó đụng chạm ngay từ đầu là vì bảo thờ Chúa, cho nên không thờ tổ tiên ông bà, là đụng chạm rồi. Không được có nhiều vợ, lại Chúa tôi, mà mấy cái ông thời đó thì theo chế độ đa thê, lại đụng chạm nữa. Không được làm những điều mê tín dị đoan, vân vân, đụng chạm. Nhất là sau này lần lần Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và cuối cùng là người Pháp ủng hộ để truyền giáo. Đó là cách làm của mấy nhà truyền giáo, nương tựa vào những thế lực đó để đi truyền giáo. Bên Nam Mỹ cũng vậy, thì mình cũng không trách ai được. Nhưng mà vì vậy, nó biến thành vụ án chính trị. Hai ông này bị Chiêm Thành bắt, đem về cái kinh thành của họ là, gọi hồi đó là Chà Bàng. Bây giờ ở Quy Nhơn đó, còn hai cái tháp chạm đó. Ngày xưa đó là kinh đô của người Chàm. Rồi người mình cứ tiến xuống, đuổi họ đi ấy. Từ Bình Định tới Phan Rang. Phan Rang còn cái tháp chạm, Nha Trang cũng có. Xuống nữa hết. Rồi bây giờ họ ở đâu? Đó bị diệt đó. Họ còn đó, gọi là người Chăm đó. Đây là người Chăm, tại tùy cách đọc chữ Chăm, là đúng hơn. Họ bắt được hai ông này, đem về, rồi họ không có xử, cho nên hai ông ở đó tiếp tục giảng đạo. Một ông tên là Grégoire de la Motte, người Pháp. Một ông tên là Louis de Fonseca, người Bồ Đào Nha. Sau đó vua Chiêm Thành nghe biết hai ông này có liên can tới, cái vụ lộn xộn ở bên An Nam, cho nên kết án tử hình. Ông cha Louis de Fonseca đâm chết trong khi đang dâng thánh lễ, có lẽ trong tù. Còn ông cha de la Motte bị nhiều vết thương rất nặng, ông chạy được ra bờ biển, Bồ Đào Nha, tổng quân Tây Ban Nha, giết thương gia Bồ Đào Nha, hội kết nhau, chở đi
nhưng dọc đường trở đi chết, đó là 1589, được ghi là hai vị tử đạo trên đất Việt. Hay á, và nếu mình biết ra mình cũng thấy, nếu mình biết ra mình cũng thấy nó phục phục. Tôi xin anh Kỳ chiếu cho tôi hình vua Gia Long Nguyễn Ánh, chút nữa tôi trở lại nhưng có cần cái hình đó. Hồi anh dò ra liền, đừng có lo. Tại vì cái USB tôi làm khéo quá cho nên anh khó tìm đó. Hình đó một trong những hình chính xác với kinh thành Phú Xuân là Huế đó, thành Đại Nội đó. Bây giờ di tích còn đó. Đây là hình vẽ chứ không phải hình chụp. Gương mặt Phương Phi đó nhé, đẹp. Tiếp tục một chút. Tới thời vua Lê Thần Tôn là 1619, bắt đầu đạo cũng được truyền, cũng yên yên. Rồi dân chúng nghe giảng cho nên đi theo rất đông. Thậm chí trong triều đình và ở Phủ Liêu, nhiều quan quân trong triều đến học đạo. Bà chị của chúa Trịnh xin rửa tội và chọn tên thánh là bà phu nhân Katarina. Sau này bà khuyên được mẹ của bà và 17 vị quan khác trong triều đi theo đạo. Các cha chia nhau từng nhóm cùng với mấy thầy giảng đi rao giảng nước chúa. Cho đến cuối năm 1627, hai linh mục rửa tội được 1200 người lớn. 1628 thì 2000 người, và năm 1629 trên 3500 người. Nó tăng ghê thật á hả? Tức là đồng bào ông bà mình thiệt sốt sắng thiệt, nghe một cái đạo mới có vẻ nhân ái, hiền hòa, nhất là gương mặt Chúa Giêsu được rao giảng cách lạ lùng đó, một cách rất là, một người rất là khiêm tốn, hiền hòa, là người ta theo. Nên nhớ cái ngôn ngữ thời đó rất khó, phải không? Mấy ông Tây nói tiếng Việt nha, ráng học để giảng đạo, nhớ không? Hễ nâng tôm hùm lên á, tới đó là họ cười thôi. Tới thế kỷ thứ 21 mà mấy ngày đọc bài phúc âm rồi làm lễ vẫn nghe cứ hễ nâng tôm hùm lên. Hay là bài phúc âm có nước trời giống 10 cô đi đón chàng rể, nghe được cái hứng lên, trong bọn có 5 cô khờ dại và 5 cô khốn nạn. 5 đứa thì khờ dại, 5 đứa kia khốn nạn rồi thì còn gì nữa mà ra hồn. Đọc xong thấy giáo dân nó cười nhiều quá, đâu là lời Chúa. Nó lộn tùm lum cái dấu đó. Cho nên mình không cười không được. Vậy mà sao ông bà tổ tiên mình đi theo mấy ông cố Tây đó, nhất là cái khoảng thế kỷ này chưa có Alexander Rhodes. Cha Đắc Lộ chưa đặt ra chữ quốc ngữ. Mình mà có giờ đọc hết lý thú lắm. Nhưng mà lúc đó chưa, chỉ có lấy tiếng Nôm rồi dịch ra nghe cái âm tiếng Việt, rồi mấy ông ráng học. Cho nên tôi nói chắc chắn là nhiều chuyện cười lắm. Thấy không? Đêm nay lễ Giáng sinh, các con biết không, Chúa Giêsu cái hứng lên sinh ra trong nồi cực khổ. Mẹ nó cười là phải. Trong nỗi cực khổ, phải không? Nhưng mà ta hứng lên ta bỏ dấu. Đấy, cái bà này tới nay vẫn còn cười. Rồi lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, các con hãy trồng cây vào chùa. Sao được, trồng cây vào chúa đó, mà sao kêu đi trồng cây vào chùa, chùa có mở cửa cho vô trọng. Lễ Thánh Gioan, các con hãy bắt chuột Thánh Gioan. Nghe Thánh Gioan nuôi chuột hồi nào? Bắt trước. Không thấy tụi nó cười nhiều quá, cha giăng dây bấy lâu các con không biết đu. Mà cha giảng dạy bấy lâu mà không biết đủ, mà cha giăng dây rồi không biết đu làm sao? Vua Gia Long, cái thời của vua Gia Long phải công nhận là giáo hội được yên ổn là vì ông mang ơn mấy giáo sĩ người Pháp.
Chỉ có vậy thôi. Mà cái gì mang ơn thì trả ơn thì cũng được. Nhưng mà sau đời vua Gia Long, xin anh Kỳ chiếu hình vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng đó ngồi cũng bệ vệ, cũng là một vua kế nghiệp vua Gia Long. Gương mặt cũng phương phi, có hai người lính hầu mặc áo long, long bào đó, có con rồng ở trước ngực. Đây cũng là hình vẽ theo thời đó. Cho tôi không thích những hình vẽ thời nay, vì nó có chính xác. Bắt đầu từ thời Minh Mạng là có Bắc Đạo. Rồi xin anh tìm vua Thiệu Trị. Bốn ông mà mình nhắc nhiều, ồ hình này đẹp quá ha. Nó áo mão đồ bên này giống trong quả ngục hiện ra. Biết sao vậy, không biết cái bóng này. Không sao, mình coi hình này. Đó quý vị nhìn lại bộ áo đi. Bộ áo rất đẹp nha. Quý vị có biết hiện giờ có một bộ áo gọi là long bào này được người nhà của ông Đạo Dừa còn giữ. Hay không? Là tại vì triều đình Huế tặng cho ông Đạo Dừa. Và ông ấy chết rồi. Nhưng mà người nhà của ông còn giữ bộ áo màu vàng có thêu đẹp giống vậy đó. Rất đẹp nha. Mặc vô chắc ngứa ngáy lắm, nói thiệt á. Thiệt á, chứ không có thoải mái đâu. Thấy không? Đó mà. Mũ thì mũ cánh chuồng, thấy chưa? Có cầm sắc chỉ. Rồi cái áo thiệt là rộng, cái tai thiệt là rộng. Rất là đẹp đó. Đố quý vị, ngày xưa mỗi lần các quan vào triều đình á, thì thường bái chào ông vua, thì trước khi bái chào thì làm vậy, làm sao? Rồi mới bái. Đố đó. À, là không có dấu đao trủy thủ trong này. Tại vì người ta giấu con dao găm trong này thì phất như vậy là biết nó rớt. Nó đâu có ngu, nó để đây, nó để trên này. Nó vẫn giết được à. Là vua Thiệu Trị, thời vua Thiệu Trị cũng có Bắc Đạo, nhưng không bằng vua Tự Đức. Xin anh cho coi vua Tự Đức. Thành ra mình có bốn người, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, là ba người sau vua Nguyễn Ánh là Gia Long. Đó, gương mặt này cũng khá chính xác đó nha. Ông rất là hiếu thảo. Bà mẹ tên gì? Bà Từ Vũ, đúng rồi. Thấy ai nhớ đó vậy? Không biết, không ai dám nói hết. mình hôm nay mình mệt mệt rồi thì mình coi hình đó. Rồi, ngày mai tôi sẽ tổng kết lại. Bây giờ mình coi hình đó, có chữ Minh Mạng phải không? Chữ này là chữ gì thì chữ này không phải Minh Mạng đâu. Có chữ Đức mà. Không phải chữ Đức, chữ Minh Mạng, đúng rồi. Rồi. Xin anh chiếu cho tôi hình Sử Lăng Trì. Đây là hình phạt kinh tởm nhất mà người chịu, rất đau đớn. Thưa quý vị, Sử Lăng Trì thì ở bên châu Âu cũng có. Đó, chặt tay, chân chặt từng khúc. Nghĩa là chặt ngang cái đầu gối ra đó, rồi chặt tới háng, rồi sang cái chân bên đây, rồi cái tay ở cùi chỏ, rồi ở đây tới nách, thì còn cái người như cái gối ôm vậy đó. Rồi mới bắt đầu, chưa đâu, mổ bụng ra, mới lấy đủ 5 món, tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm là tim, lấy tới tim ra là chết rồi. Can là cái gan, tỳ là dạ dày, phế là cái phổi, thận là trái thận. Sau đó mới chặt đầu. Và cái đầu bỏ vào cối cho hai người lính, chứ không phải một đứa đâu. Lấy cái chài giả nát ra hết, trộn với vôi. Thì đâu có đau nó đâu mà quý vị làm gì. Chết queo rồi. Đó là lăng trì đó, đó thấy không? Đang cắt đó. Phải nó chặt cái bụp còn đỡ, nó cắt từ từ. Nó cầm con dao đó làm sao chặt. Thấy chưa? Nó cứ khứa như mình làm thịt gà vậy đấy. Đau lắm. Đây là hình phạt tàn ác nhất. Nên nhớ hai chữ lăng trì. Mấy bà cứ nghĩ tới lăng bột chiên bơ à. Thấy không? Rồi, hình phạt thứ nhì, Sử Bá Đao hay Tùng Xẻo.
tôi xếp theo thứ tự tàn ác á, tùng là quánh trống cái tùng thì xẻ một miếng, nó lấy cái kềm á nó kéo ra nghe cái tùng nó cắt. Ông cha mặc săn du đó, hình đó, ông đang bị cắt cái vú đó, nó cầm cái kềm nó kẹp ngay vú ông nè. Rồi thằng kia có cái kềm với con cao bên kia nữa, thằng kia đang cắt đầu gối lấy bánh chè ra. Có một anh thì mệt rồi ra ngồi nghỉ đang coi. Mấy anh lính thời đó, ai cắt 100 miếng còn sống thì triều đình tha. Còn lâu, 10 miếng là chết queo rồi. Mà nếu gia đình hối lộ nha, hồi đó có hối lộ, gia đình trả tiền thì nó cho chọn kềm nóng hay kềm nguội, biết là gì không? À, không, kềm nóng là nó nung nóng cái kềm lên, nó vừa kẹp là mình chín rồi, thì nó cắt không đau. Còn cái kềm nguội nó kẹp đã đau, cắt cũng đau. Cho nên phải trả ít tiền để nó làm kềm nóng. Bà này bà sợ quá, bà lắc đầu. Cực hình thứ ba, xử trảm, tức là chém đầu. Nhiều người nói cái này dễ nhất, thấy không? Là bởi vì chết êm xuôi. Không có dễ đâu. Đau lắm. Ông Thánh Gẫm bị chém mấy nhát? 3 nhát. Tại cái thằng Đao Phủ Thủ ở ngay đường Nguyễn Trãi, giờ còn cái đền đó, nó chém ổng, mà trước khi chém nó đi uống rượu cho đỡ sợ, cho nên nó thấy 2-3 cái cổ. Ổng đã cầm tóc ổng lên rồi, ổng cầm giùm nó rồi, cầm cái búi tóc lên rồi, ổng bảo mày chém một phát thôi nha, cái nó làm cái bụp trật xuống ở dưới lưng. Rồi ổng bảo làm lại đi, nó làm cái bụp tuốt trên ót. Rồi nó làm cái bụp thứ ba ở giữa mà không đứt, cái nó cầm nó cứa luôn cho nó rớt. Đừng có nói xử chém đầu là ngon. Đó, coi, thấy oai chưa? Con thấy cái con dao dài chưa? Nó như cái mã tấu vậy đó. Hồi xưa gọi là đao. Ngày mai tôi sẽ trình một cây đao. Rồi ngày mai ai muốn tử đạo tôi chém liền tại chỗ. Có nhiều người tử đạo hàng ngày rồi tôi không nói. Có vợ có chồng là đang tử đạo. Còn mấy người quá đó, hết rồi tử đạo rồi thì phải lôi ra. Cái gì mất lòng quá vậy, cười. Thích quá, ôi trời ơi. Không mà nhìn thấy ghê thật á. Một chút là cái đầu rớt xuống đó. Ở Đình Khao, đố quý vị nhớ Đình Khao là ở đâu? Ở Vĩnh Long, cách thành phố Vĩnh Long 6 cây số, đi ra phía sông Hậu. Nơi đó gọi là Đình Khao. Đình là cái sân, khao là khao quân. Chúa Nguyễn đi đánh Chiêm Thành này kia, về thắng trận thì vô đi vào trong cái sân đó để khao quân, cho nên gọi là Đình Khao. Nơi đó có cái cây dương to lắm, nó hơn 100 tuổi rồi. Thì nơi đó người ta cột linh mục Philip Phê Phan Văn Minh, rồi lính ngồi đó uống rượu với nhau trước khi chém đầu ổng. Người nhà thân mới đến nói, cho tôi trả 1 quan tiền nha. Để chi? Để đừng có ném cái đầu ra sông nó trôi mất. Ném vô bụi lát giùm. Nó ném ra sông là hết tiệm. Sông Hậu mênh mông, phải không? Cho nên nó ném gần gần. Thế là họ mới lấy cái đầu về đó. Bởi vì thiếu cái đầu thì không được phong thánh nha. Cái điều kiện nó tức cười vậy. Cho nên phải ráng giữ cái đầu của bà nha. Không, bà thì tử đạo mỗi ngày rồi, tôi không có bắt nữa đâu. Tôi chỉ nhìn mấy bà quá, bà phấn nè. Sự trảm. Rồi, xin anh tìm cho tôi cái voi dày. À, cái này cũng không kém phần kinh khủng. Để cái đầu của người trên cái bục đó, rồi con voi bảo nó đạp cái bục. Đã vậy là nhanh. Còn có nhiều người nằm ngửa, voi nó lấy chân nó chà giống như mình làm ruốc vậy đó. Cho nên tôi thấy ruốc nhiều khi tôi không dám ăn. Nó chà qua chà lại mà con voi nó nặng như vậy, mình cứ tưởng tượng ra đi. Nghe không? Rồi. Có nhiều người nhìn thấy ớn không? Tứ mã phanh thây.
anh Kỳ, cũng là một trong những cái mà nó kinh khủng, nó ác gì đâu á. Đó, bốn con ngựa, người ta đánh cho nó đau để nó chạy ra, thì cái tay, cái chân nó xúc rìa ra hết á. Mà nó xúc đâu có bén, nó kéo dài lê thê ra, gân cốt rồi. Mời ơi, nhất là cái chân mà nó ra thì nó kéo ruột đồ ra. Mà có nhiều người nói sao đứt được, con ngựa nó mạnh lắm, nhất là nó bị đánh thì nó chạy ra, căng ra, đứt. Kinh thiệt. Cuối cùng là sử giảo. Anh cho coi hình sử giảo. Không phải là treo cổ theo kiểu châu Âu đâu. Không kiểu nó làm cái vàng cho đứng, rồi có tấm ván, đứng trên đó, cái nó thắt dây vô, cái nó gặt cái tấm ván sụp xuống, là mình bị treo, mình chết. Bên mình khác. Bên mình mới bị coi hình rồi mới thấy. Bên mình ghê hơn, lại cũng có dịp để hối lộ nữa. Hãy trả tiền thì lính nó kéo nhanh cho chết. Đó, hai đứa kéo hai bên đó. Người thì bị trói nằm sấp. Nếu không có tiền thì nó kéo gần xỉu cái nó thả ra. hít hà gần chết, đái ỉa cùng hết. Cho nên trả thêm chút tiền, nó kéo thiệt mạnh gãy cổ chết luôn. Cái dây đó là dây mây. Dây mây nó mềm mà nó dai lắm. Kéo, hai người kéo, ba người kéo, vân vân. Mỗi bên hai người là bốn người. Hình vẽ này cũng khá trung thực. Thôi, tất cả những món ăn chơi đó mình không nên nếm nữa chị. Tôi bỏ qua. Còn quả thiêu rồi, trấn nước rồi, trèo cây nứa nữa. Một bó tre đó, tre lộ ồ, họ chặt ra hai, họ quay nó ra ngoài. Cái cạnh nó rất là bén. Rồi họ để nằm vậy, họ cho một người ôm vô, trói vô đây. Xong họ dựng lên. Thì mình tuột xuống, không còn cái hình tượng gì nữa hết á. Mấy cái thanh nứa đó nó cắt là không còn gì hết. Thưa quý vị, bữa nay tôi nói dài quá rồi, tôi mất giờ quý vị quá, hết giờ rồi. Nhưng mà ngày mai mình tiếp, mình nói lý do chính đáng tại sao chúng ta bị bắt hại. Lý do chính Chúa Giêsu biết trước rồi, nhưng mà tại sao nữa, rồi nó lồng trong khung cảnh chính trị thời đó, đang chống Tây nữa, thì mình thiệt thòi hơn. Mình dùng chữ thiệt thòi không chắc đã đúng. Là vì cái hạt giống gieo, bây giờ mình thấy kết quả nó khác. Tôi thấy trong hình mà tôi sưu tầm được, nguyên một hàng người đàn ông mặc áo dài khăn đốc, mà ở bên trái có hai chữ tả đạo mà đang cười vui. Mà hình chụp của Tây, nó lưu ở văn khố bên Paris. Và ở dưới nó để không thể hiểu nổi mấy anh Anamit. Anamit là chữ gọi Việt Nam thời xưa. Đã bị nó khắc bằng sắc đỏ vô đây thành cái sẹo to tả đạo. Rồi mặc áo dài khăn đóng đi dự tiệc. Ta có này đẹp không? Mày cũng có. Rồi đứng cười với nhau. Xem chữ đứa nào đẹp hơn nữa nha. Ta ở nhiều làng bị đóng nhiều cái dấu khác nhau. Tôi cũng không hiểu nổi. Ngày mai có ai muốn đóng dấu đâu. Mình làm bộ thôi, lấy cái permanent marker mình làm thôi. Vẽ lên. Bà Anna ha. Bà gật đầu. Cảm ơn quý ông bà. Ít nhất hôm nay mình xem đã, cởi ngựa xem hoa. Ngày mai mình đi vô chi tiết những cái cuộc bắt đầu. Tôi không có nói tên vị thánh nào đâu. Tôi cũng không có bàn về những cái lịch sử tình tiết của từng người. Nhưng tôi nói chung là cái lý do để mình hiểu hơn. Lý do chính trị, lý do tôn giáo ra sao. Và những người nào là người đứng đằng sau để xúi dục văn thân, có không? Có đó. Phong trào Cần Vương thì mình không nói. Cảm ơn mọi người, chúc ngủ ngon nha. Đừng có mơ thấy sử giảo, sử trảm, nhất là lăng trì. Bây giờ hiểu không bao giờ quên đâu. Nghe là biết lăng trì là cái gì. Sử trảm. Còn trảm sẩu là cái gì? Chặt tay. Tiếng Quảng Đông đó. Trảm thủ. Đọc là trảm sẩu. Xin cảm ơn và xin chúc ngủ ngon. Xin mọi người cùng đứng. Mình cùng nhau đọc kinh lại cha. Và xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta khi về tới gia đình. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, như đã có trước vô cùng và bây giờ
hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cảm ơn và chúc ngủ ngon, lái xe về bình an. Cảm ơn.